chuyện Đoan Thục Chủ công chúa tái giá, hoàng thượng lo âu, hoàng ngạch nương cũng như vậy. Lần này hai bên cùng thăm dò lẫn nhau, chi bằng hãy nói ra những lời trong lòng mình. Hoàng ngạch nương tới tìm nàng sao? Thằng Túc là trưởng nữ của Ai Gia, trước đi gả cho Mông Cổ là vì quốc sự. Dù trong lòng Ai Gia không đành cỡ nào cũng không thể cản, nhưng bây giờ thằng Túc Thịnh quá phụ, Ai Gia cũng chỉ muốn đón đứa con gái đã quá đau khổ của mình về cung yên sống quãng đời còn lại. Tấm lòng làm mẹ này của Ai Gia, hoàng hậu à, con cũng hiểu được mà. Như thần rất hiểu, như thần cũng là người làm mẹ, hiểu được tấm lòng này của bà Nhật Nương mà.